Mình bắt đầu học nha các em ơi. Rồi. Hôm qua các em đã nhận được tài liệu hết chưa ạ? Nhận được rồi. Rồi. Các em có xem kỹ giùm thầy phần công thức chưa? Công thức tính trang thiết bị. Rồi, nếu bạn nào chưa kịp xem thì mở phần công thức ra để trước mặt giùm thầy đi. Các em lấy giấy bút ra chuẩn bị giùm thầy. Bây giờ trước khi vào nội dung tiếp theo của bài học các bạn, các em có hỏi gì thầy không? Về các nội dung hôm qua thầy trò mình đã được học. Có gì hỏi thầy không các em? Quỳnh Thị Kim Thoa 27/15. Dạ em nghe. Có cái gì hỏi thầy không em về những phần nội dung hôm qua thầy cho mình học? Dạ không. Rồi. Tho mẻ sẵn giấy với lại viết với lại cái công thức tính trước mặt giùm thầy chưa? Cái gì thầy? Các em để sẵn giấy nháp, viết với lại công thức mà hôm qua thầy gửi tài liệu các bạn đó. Rồi bây giờ các em không hỏi thì hỏi các bạn. Bạn nào có thể liệt kê thì tiếng Anh một số trang thiết bị phục vụ tiệc buffet bằng tiếng Anh. Bạn nào liệt kê giùm thầy. Thầy cứ gọi tên mấy bạn đi thầy. Trịnh Thanh Lợi N15. Lợi có mặt không em? Nguyễn Thị Diễm Hương N15. Em nghe ạ. Ông nãy lợi nè thầy. Rồi. Em liệt kê thầy một số trang thiết bị phục vụ tiệc buffet bằng tiếng Anh. Dạ thưa thầy là Round table tiếp. Where table luôn. Tiếp đi em, cứ tiếp đi. Right. Social. Hay là dinner play.
Em hết biết rồi thầy. Hết biết. Bạn nào sổ bổ sung thêm thì thôi bằng lợi ạ. Nguyễn Thị Quế Trân. Quế Trân. Dạ thầy ơi. Em bổ sung thầy một số trang thiết bị phục vụ tiệc buffet bằng tiếng Anh. Thứ hai là napkin. Đọc tiếp đi em. Hay là rice bowl. Tiếp. Chair cover. Hết rồi thầy. Hết. Nghĩa là hai bạn chưa thuộc bài kỹ các bạn nha. Còn nhiều lắm nha các em. Trang thiết bị phục vụ tiệc buffet rất là nhiều. Rồi. Bạn này sẽ cho thầy biết là mình cần ít nhất bao nhiêu khu vực để setup cho ngoài buffet. Trương Bảo Ly N35. Dạ thầy. Em trả lời giùm thầy. Dạ em không biết thầy. Biết. Hôm qua có học không em? Dạ không ạ. Không học thì mượn bài các em của các bạn chép lại nha em nha. Dạ. Sau mỗi buổi học thầy đều có đăng một cái đường link cái clip mà cái buổi học hôm đó, các bạn nào mà có thể vô đó coi lại ha. Vâng. Phạm Văn Thắng N36. Hello. Dạ hôm qua con không có học này. Trần Phương Linh N35. Dạ. Dạ thầy là có 11 cách. 11 khu vực chứ phải 11 cách. Khoảng 11 khu vực. Dạ 11 khu vực. Rồi phân tích giùm thầy. Dạ thưa thầy là dạ thầy là khu vực thứ nhất tiệc tự chọn thức ăn. Khu vực thứ nhất là gì em? Dạ thầy là tiệc tự chọn thức ăn. No. Chưa. Bạn cần ít nhất 11 khu vực để setup cho người buffet. Thì hỏi em thầy là phân tích cho thầy 11 khu vực đó gồm những khu vực nào? Dạ thầy khai vị. Rồi. Tiếp. Khu vực thứ hai. Salad. Tiếp. Khu vực thứ ba. Dạ thầy là rau củ luộc. No. Súp. Tiếp. Hủ tiếu. Tiếp. Bánh mì, bơ và phô mai. Món ăn chính. Món nướng. Món thịt quay, tráng miệng. Nước. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Duy Khương, Duy Khương N35. Em phân tích thầy là nhóm 1 salad, khu vực 1 salad gồm bao nhiêu nhóm? Dạ thầy là 4 nhóm. Phân tích. Dạ, rau salad tổng hợp, rau củ luộc, đồ chua các loại với salad trộn.
Bao nhiêu món? Dạ 8 món. Giỏi, cảm ơn em. Phạm Văn Thắng, N36. Thắng cho thầy biết khu vực 2 khai vị gồm bao nhiêu nhóm? À, hồi nãy nói hôm qua không học. Rồi. Hồ Sĩ Hiếu, N38. Dạ, có em thầy. Hiếu trả lời giùm thầy câu hỏi vừa thầy mới vừa nêu. Dạ. Khu vực 2 á thầy. Khu vực khai vị đó em, đúng rồi. Dạ. Khu vực khai vị có 7 nhóm, 7 7 món à. 7 nhóm. Dạ. 7 nhóm, nhóm nào? Dạ, hải sản lạnh, hải sản hấp, món bánh bột, sushi, món ăn nhẹ, món chiên lại diêm sâm. Món chiên là chiên ngập dầu nha em. Dạ. Thì 7 nhóm này gồm bao nhiêu món? Là sao này? 7 nhóm là gồm bao nhiêu món ăn? Sáu món thầy. Mỗi một nhóm em, hôm qua thầy nói mỗi một nhóm ít nhất là phải 2 món mà em. À, dạ dạ, 14 món. 14 món, nhớ giùm thầy em nha. Ít nhất đó. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ, hôm qua thầy nói rồi. Bây giờ thầy trò mình sẽ vô phần nội dung tiếp theo. Đó là tính trang thiết bị phục vụ tiệc buffet. Các bạn, về tính trang thiết bị, đây là cũng câu hỏi thi kết thúc môn của các bạn, một trong 5 đề. Câu này là 6 điểm. Hôm qua thì gửi tài liệu các bạn rồi đó. Bạn hãy liệt kê trang thiết bị phục vụ tiệc buffet với số lượng là 100 khách. Câu này 6 điểm. Các em trong lớp á, thầy chỉ dạy các em là 100 khách. Còn mai mốt đi thi hay là đi làm ở ngoài xã hội thì các em phải xem kỹ số lượng khách. Sau đó các em cứ nhân lên. Nhớ nha các bạn nha. Trong lớp là thầy chỉ dạy các bạn 100 khách. Rồi. Muốn tính được câu này thì các em ghi vào tập giùm thầy. Về phần lưu ý đó, hôm qua thầy gửi tài liệu các bạn đó, thầy ghi rất là rõ ràng trong đó. Còn bạn nào muốn nhớ thuộc lòng thì cứ ghi vào. Phần lưu ý, yếu tố, bây giờ câu này làm như thế nào? Thứ nhất, các em phải liệt kê ít nhất 50 món ăn trở lên. Các em ghi đi. Muốn làm được câu này, yếu tố thứ nhất, liệt kê cấu trúc menu tiệc buffet 50 món ăn trở lên. Các em mở ngoặc. Mở ngoặc, liệt kê đầy đủ 50 món ăn. Mở ngoặc, hãy nhấn mạnh một lần nữa là liệt kê đầy đủ 50 món ăn. Đóng ngoặc. Câu này là các em phải liệt kê ra trong bài thi các bạn. Ít nhất là 11 khu vực. Và khỏi mỗi khu vực gồm bao nhiêu nhóm và bao nhiêu món ăn, các bạn phải liệt kê ra hết. Tại sao? Khi mà các em đi làm đó, các em muốn tính trang thiết bị đó, đầu tiên
là các bạn phải nhìn vào cái menu. Thì từ cái menu các bạn mới là tính ra được là trang thiết bị, món nào đựng vào trang thiết bị nào, thì từ đó các bạn mới tính ra được. Còn nếu không có menu mà các bạn chỉ lập bảng danh sách liệt kê trang thiết bị là các bạn không điểm, zero. Bởi vì không có cơ sở thầy chấm bài. Thầy nhắc lại, muốn làm được câu này, yếu tố thứ nhất là các bạn phải liệt kê đầy đủ 50 món ăn trở lên. Liệt kê đầy đủ ra ít nhất 11 khu vực. Mỗi một khu vực gồm bao nhiêu nhóm và mỗi nhóm có bao nhiêu món ăn, các bạn phải liệt kê ra hết cho thầy. Một là các em lấy cái menu thầy gửi các bạn, các em dựa vào các em lấy menu các em làm cũng được, hoặc là tự các em xây dựng riêng cho các em một cái menu tùy các em, nhưng mà các em phải dựa vào cấu trúc menu thầy đã hướng dẫn. Các bạn nắm bài kịp không ạ? Nắm bài không các em? Các bạn là không hiểu không? Nói thầy giảng lại. Lớp trưởng 38. Lớp trưởng 38 có mặt không em? Lớp trưởng 36. Dạ có thầy ơi. Con nắm bài được không nghe? Dạ được ạ. Rồi. Sau khi các bạn đã xây dựng menu xong là các em có được 3 điểm. Sau khi các em xây dựng menu xong, bắt đầu các em sẽ lập bảng danh sách liệt kê trang thiết bị. Đây, bảng danh sách đây. Gồm 6 cột. Thứ nhất là số thứ tự. Thứ hai là trang thiết bị. Thứ ba là đơn vị tính. Thứ tư là số lượng. Thứ năm là dự phòng. Và thứ sáu là ghi chú. Các em kể cái bảng vô đi. Rồi, các bạn ghi giùm thầy, khi tính trang thiết bị, tiệc buffet được chia làm 3 nhóm, Nhóm 1, bàn ghế dự phòng 10%.
Nhóm 2, dụng cụ đựng thức ăn, thức uống, dự phòng 10%. Nhóm 3, dụng cụ khách sử dụng, dự phòng 20%. Thầy ơi, đọc lại giùm em nhóm 1 với nhóm 2 á thầy. Rồi, cảm ơn bạn. Nhóm 1, bàn ghế, dự phòng 10%. Nhóm 2, dụng cụ đựng thức ăn, thức uống, dự phòng 10%. Nhóm 3, dụng cụ khách sử dụng, dự phòng 20%. Rồi, có bạn nào hỏi thầy gì nữa không trước khi vào vô phần chính tính? Dạ không ạ. Rồi, các em, do là mình mới các em mới học buổi đầu tiên, với lại là mình mới học, cho nên là các em tính hơi lâu. Còn nếu mà thực tế khi mà làm khách sạn nhà hàng đó, khi mà phòng sale FB đưa một cái event tiệc lên, thầy chỉ cần nhìn cái menu và tất cả trang thiết bị của tất cả các loại hình tiệc, thầy đưa phần mềm của máy vi tính, thầy mở ra trang thiết bị nào thầy cần thầy giữ lại, còn không thầy delay nó đi. Khoảng chừng 10 phút là thầy tính xong cái một tiệc, đưa xuống cho nhân viên chuẩn bị để làm tiệc. Rất là nhanh nha các em nha. Còn do mình học cho nên là các em tập lập tính đầu tiên, cho nên mình tính hơi lâu chút xíu. Bây giờ thầy sẽ tính, thầy tính trang thiết bị nào thì các em ghi vào tập trang thiết bị đó. Tiệc đầu tiên thì buffet thầy sẽ tính, còn các tiệc còn lại là các em sẽ tự tính nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ tính nhóm 1. Bây giờ thầy chọn, các em sẽ tính nháp ở ngoài. Tính nháp nha, đừng có đưa vào bảng danh sách liền. Các em đưa bảng danh sách, các em tẩy xóa nó, dơ cái bảng đi. Mà tất cả từng nhóm, các em phải tính nháp bên ngoài hết. Bây giờ các em tính nháp bên ngoài nhóm 1, bàn ghế. Thầy nhắc lại nha, thầy tính đến đâu mà các em không hiểu đó, thì nói thầy ngưng giảng lại, để các em nắm. Các em mà không hỏi là các em không nắm được đó. Rồi. Bây giờ theo các bạn, tiệc buffet này 100 khách. Trong tiệc buffet, các bạn bố trí bằng tròn cũng được, bằng vuông cũng được, tùy các em. Tùy các em. Các bạn, không phải cái phần mà thầy gửi tài liệu các em về trang thiết bị cho từng loại hình tiệc á, không phải tiệc nào là các em đưa hết trang thiết bị đó vô bài làm là hoàn toàn sai nha các bạn nha. Nhiệm vụ các bạn là phải liệt kê trang thiết bị nào đúng phù hợp với lại món ăn mà trong menu các bạn đưa ra thì các bạn mới đưa vào, chứ không phải là các em bê hết tài liệu vô là sai hoàn toàn nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì trở lại nhóm 1. Bây giờ lớp các em là thống nhất là mình sẽ đắp bằng tròn hay bằng vuông. Nếu bằng tròn là mỗi bàn 10 khách, còn bằng vuông là mỗi bàn 4 khách. Bàn nào? Bàn tròn. Bàn tròn, giỏi. Bây giờ dĩ 100 khách, em cần bao nhiêu bàn tròn? 10. 10 bàn tròn, quá tuyệt vời. Các em ghi cái nháp bên ngoài 10 bàn tròn. Đơn vị tính là cái. Số lượng là 10. Vậy thì các em dự phòng là 10%. Dự phòng 10%, các em có thể dự phòng là các em ghi vào 10% cũng được, hoặc là các em tính ra dự phòng một bàn luôn cũng được, tùy các bạn.
Vậy thầy đố các em bàn chính thức và dự bàn dự phòng nó khác và giống nhau chỗ nào? Các bạn nào biết không ạ? Các em, bàn chính thức á, tại sao em khi mà em đặt 100 khách là cho em dự phòng tiêu chuẩn là một bàn, tức là 10%. Đó là chương trình khuyến mãi ở trong tất cả các nhà hàng nào cũng vậy nha các bạn nha. Vậy thì bàn chính thức, bàn dự phòng nó khác và giống nhau chỗ nào? Bàn chính thức, ăn hay không ăn đều phải gói đem về. Còn bàn dự phòng là khi nào khách sử dụng thì nhà hàng mới được tính tiền. Nhưng thức ăn và thức uống của bàn dự phòng phải giống như bàn chính thức. Tại vì đó là chế độ khuyến mãi cho khách hàng mà các bạn. Được chưa? Thầy nhắc lại. Bàn chính thức, khách ăn hay khách sử dụng hay không sử dụng đều phải gói thức ăn để đi về, nhà hàng tính tiền. Còn bàn dự phòng là khi nào khách sử dụng thì nhà hàng mới được tính tiền. Nhưng thức ăn và thức uống của bàn dự phòng giống hệt như bàn chính thức. Được chưa? Rồi. Vậy thì các bạn dự phòng là 10%. Bây giờ các em có bàn rồi thì đi kèm với bàn là gì? Dạ là ghế. Quá giỏi, hai là ghế. Em cần bao nhiêu ghế? 10 ghế. No, sao 10 ghế? 110 ghế. 100 ghế, đúng không con? 100 ghế dự phòng là 10%. Các em có ghế rồi thì các em có gì nữa? Trải bàn. Khăn trải bàn, đúng không ạ? Khăn trải bàn, khi mà các em dùng trang thiết bị hay là dùng món ăn là nó có chủ ngữ và vị ngữ. Các em nói khăn trải bàn không thì gạch bỏ. Tại có rất nhiều khăn trải bàn. Nếu mà trong danh sách mà em đề khăn trải bàn, nhân viên phải điện thoại hỏi em, anh ơi, mình sử dụng... Mình sử dụng khăn trải bàn nào với anh? Mệt mỏi các em không? Nhưng mà cái đó không có chuyên nghiệp. Cho nên thầy nhắc lại, trang thiết bị và món ăn là các em phải có chủ ngữ và vị ngữ. Vậy thì cái tiệm buffet này mình sử dụng khăn trải bàn gì các bạn? Khăn trải bàn tròn thầy. Khăn trải bàn tròn, giỏi. Các em ghi vào nha. Các em ghi nháp ở ngoài hết cho thầy nha. Mấy tiệc sau là các em tự tính đó. Khăn trải bàn tròn các bạn cần bao nhiêu cái? 10 cái. 10 cái. Dự phòng bao nhiêu em? Dự phòng 1. Rồi, giỏi. Các em còn tiếp tục nữa là gì nữa? Bao ghế có thầy. Hả? Bao ghế được. Bao ghế, giỏi. Ghế là phải có bao ghế. Em cần bao nhiêu bao ghế? 100 cái, giỏi. Dự phòng là 10 cái hay 10% tùy các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục. Bây giờ các em thấy là trên mỗi bàn tròn là các bạn có gì? Giấy hay? Khăn giấy. Dạ. Khăn giấy đó là thuộc về nhóm 3. Dụng cụ nào mà khách dùng để đưa thức ăn, đưa thức uống vào miệng hoặc là lau miệng, đó là nhóm 3 dụng cụ khách sử dụng. Còn bây giờ là đây thì thầy trò mình mới tính nhóm 1. Bàn ghế là chuyên về đồ gỗ. Cho nên là đến đây các em trên mỗi bàn tròn các em cho thầy là bình hoa, một trang trí. Bình hoa bao nhiêu bình các bạn?
10 bình đấy. 10 bình. Dự phòng là 10%. Rồi. Tiếp tục. Các bạn thấy nhà hàng nào cũng vậy. Bạn học FB rồi đó, cái mẫu phòng K202 với lại K403. Các em thấy trong phòng phòng học các bạn đó, nó có tủ station. Tủ station là gì? Tủ station là tủ đựng dụng cụ dự phòng. Một tủ station phục vụ cho 20 khách. Vậy thì ở đây các em có 110 khách, em cần bao nhiêu station? 5 bàn hay 6? 5 tủ. Phải 6 mới được em, 5 là lẻ rồi. Ok không? 6 station. Ok. Vậy thì station có dự phòng không? Không. Không, yeah. Giỏi. Có những trang thiết bị dự phòng và có những trang thiết bị không cần dự phòng. Nhớ nghe các em nha. Được chưa? Rồi. Bây giờ tổng cộng các em đã có được là khăn chải bằng tròn, ghế, khăn chải bằng tròn, bao ghế, bình hoa, station. Rồi, bây giờ món ăn là các em đặt lên cái gì? Hả các em, đặt lên gì các bạn? Chén, đĩa. Tất cả các món ăn các em đều đặt lên một cái line buffet. Vậy thì cái line buffet ở đây là các em sẽ sử dụng bàn chữ nhật nha các em nha, bàn chữ nhật. Giống như ở trong trong phòng học các em học á. Bàn chữ nhật. Bàn chữ nhật, bàn chuẩn nhất, các em ghi giùm thầy nha. Chuẩn nhất là bề ngang của nó là 30 cm. 30 cm. Tức là 3 tấc đó các bạn. Các em ghi giùm thầy 30 cm. Bề dài của nó là 2,2 m. Đó là bằng chuẩn. Nhưng mà mấy mốt cái mi làm tùy mỗi khách sạn người ta sử dụng bàn các bạn nha. Có những khách sạn người ta dùng bằng vuông người ta sẽ đắp cũng có. Hay là có những khách bạn người ta dùng bàn chữ nhật nhưng mà người ta đóng kích thước nó lớn hơn cũng có nha. Nhưng mà ở đây thầy trò mình lấy cái chuẩn để tất cả các em đều tính theo cái chuẩn này để thầy cô dễ chấm điểm. Rồi, bây giờ các em đã có kích thước của bàn chữ nhật rồi. Bây giờ các em tính thử coi là mình cần bao nhiêu bàn chữ nhật để đặt tất cả các món ăn này lên cái line buffet này. Thì bây giờ các em sẽ trở lại tính từng khu vực món ăn. Các em coi món ăn nó đựng vào trang thiết bị gì thì từ số lượng của trang thiết bị các em mới suy ra được là số lượng bàn chữ nhật. Bây giờ các bạn xem thầy tính nha, chỗ nào không hiểu là vâng hỏi liền giùm thầy nha, để mất căn bản là các tiệc sau các bạn không tính được á. Rồi bây giờ thì trở lại khu vực thứ nhất, salad. Salad thì nhóm 1, salad trộn. Salad trộn thì các em có 2 món. Vậy thì 2 món salad này các em đựng vào cái gì? Hả các bạn? 2 món salad trộn này các em đựng vào cái gì? Dĩa. Dĩa thì nó có rất nhiều loại dĩa. Dạ, dĩa chuyên nghiệp thầy. Không, tùy. Có những là nhà hàng người ta sẽ đắp dĩa chữ nhật không có gì hết, nhưng mà đây thầy sẽ lấy chuẩn các bạn, đây là dĩa tròn lớn. Ok chưa? Các em ghi thầy nha.
Nhóm 1 xài lách trộn, các em cần hai dĩ lớn đựng thức ăn. Được chưa? Bây giờ nhóm 2 rau củ luộc, các bạn đựng cái gì? Đựng cái gì các bạn? Rau củ luộc. 1 là các em đựng vào sửng hấp. 2 là các bạn đựng vào dĩa lớn luôn. Vậy thì các bạn tính đựng vào cái gì? Đựng vào cái dĩa. Dĩa luôn phải không? Dĩa là tổng cộng có bao nhiêu dĩa lớn? 2 dĩa lớn. No. Hồi nãy 2 rồi em. Bây giờ 2 nữa là 4 đúng không ạ? Hồi nãy là nhóm 1 xà lách trộn dầu giấm là em có 2 dĩa lớn rồi. Bây giờ rau củ luộc em yêu cầu thì đựng vào dĩa lớn luôn, thì là tổng cộng mình có là 4 dĩa lớn. Được chưa? Rồi, đồ chua các loại. Món đồ chua các em thấy nó có là dầu giấm đi kèm. Thì các em đồ chua các loại này các em đựng vào cái gì? Cái dĩa. Dĩa thì nó nước sốt nó tràn ra ngoài đó em. Các em đựng vào là thố thủy tinh. Các em ghi giùm thầy nha. Em cần bao nhiêu thố? Bao nhiêu thố các bạn? Đồ chua các loại em có mấy món? 2 món. 2 món thì cần bao nhiêu thố em? 2 thố. 2 thố, ghi giùm thầy 2 thố thủy tinh. Gỏi các bạn đựng vào cái gì? Dĩa lớn luôn. Vậy là tổng cộng là khu vực thứ nhất này các bạn có là 6 dĩa lớn đựng thức ăn và 2 thố thủy tinh, đúng chưa? Dạ đúng thầy. Đến đây có bạn nào không hiểu không? Hỏi đi thầy trả lời. Dạ không ạ. Rồi, bây giờ 6 dĩa lớn này em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Các em mở phần công thức của thầy cho các bạn đó. Tại vì nếu mà mỗi dĩa lớn các bạn đặt lên một bàn chữ nhật, dĩa lớn nó bề ngang của nó là 50 cm, thường cái thước chuẩn, mà các bạn đặt bề ngang của bàn chữ nhật chỉ có 30 cm, thì 2 cái mép dĩa nó sẽ lồi ra ngoài mặt bàn. Cho nên bắt buộc là các bạn phải dùng 2 cái bàn chữ nhật ghép lại. 2 bàn chữ nhật ghép lại thì các bạn mới đặt dĩa thức ăn lên được. Nắm được không các em? Được chưa? Bây giờ cứ 2 bàn chữ nhật, công thức thầy cho các bạn đó, 2 bàn chữ nhật là đặt được 3 dĩa lớn. 3 dĩa lớn. Các em mở phần công thức ra thầy hướng dẫn đó. 2 bàn chữ nhật là được 3 dĩa lớn đựng thức ăn. 3 thố thủy tinh. 3 cái bồn đựng đá. 3 loại thức uống. Tất cả đều là 3 hết. 3 chắc phin dip. Rồi chưa? Vậy thầy đố các bạn 6 dĩa lớn đựng thức ăn này các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? 4 bàn. 4 bàn, quá giỏi. Quá giỏi. Được chưa? 4 bàn. Vậy thì thêm 2 thố thủy tinh này nữa, bao nhiêu bàn nữa?
hai bàn chữ nhật. Thầy nhắc lại, hai bàn chữ nhật là đặt được ba dĩa lớn đựng thức ăn, ba thố thủy tinh, ba cái bồn đựng đá, cái bồn để các em đựng hải sản lạnh á, ba chát phin đít, ba loại thức uống. Vậy thì ở đây các bạn có hai thố thủy tinh thì các bạn cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Là hai. Hai, đúng rồi. Vậy thì cộng cộng khu vực thứ nhất này không là các bạn cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Sáu. Sáu bàn, quá giỏi, quá giỏi. Các bạn hình dung ra chưa? Phạm Ngọc Yến Thi, 27N15. Yến Thi. Dạ, nghe thầy. Con hiểu không con? Dạ, hiểu. Hiểu rồi phải không? Tại sao khu vực thứ nhất này mình cần 6 bàn chữ nhật? Con phân tích giùm thầy. Dạ, dạ, sao thầy nói rồi em nghe. Tại sao khu vực thứ nhất em phải cần 6 bàn chữ nhật để đựng thức ăn? Em tính giùm thầy. Dạ, tại vì nó gồm 3 đĩa lớn. Bao nhiêu đĩa lớn con? Dạ, 3 đĩa lớn và 3 thứ thủy tinh. No. Bạn nào bổ sung giùm thầy, Mùi Thị Tuyết Như, N15. Bao nhiêu đĩa lớn đựng thức ăn? Tuyết Như có mặt không? Dạ có thầy ơi. Khu vực thứ nhất này con tính bao nhiêu dĩa lớn đựng thức ăn? Dạ 6 đĩa lớn. Quá giỏi. Bao nhiêu thố thủy tinh? Thố thủy tinh dạ. Dạ 2 thố. Đúng rồi. Vậy thì tất cả mình phải cần là 6 dĩa lớn đựng thức ăn và 2 thố thủy tinh, là các em toàn tổng cộng là 6 bàn chữ nhật. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Rồi. Có bạn nào không hiểu khu vực thứ nhất không? Nói thầy giảng lại trước khi qua khu vực thứ hai. Dạ em không hiểu ạ. Rồi. Bây giờ thầy nói lại nha. Bây giờ khi mà các em làm cái live buffet đó, là tụi con sử dụng bàn chữ nhật. Bàn chữ nhật, cái chuẩn của nó ngang là 30 cm, bề dài là 2m2. Em nắm đến đây cho em được chưa? Dạ rồi. Bạn, rồi. Con tên gì? Con mới hỏi thầy là con tên gì vậy? Bằng nữ hôm đó hả? Dạ Như. Dạ Như thầy. Dạ Như. Như nắm được kích thước bàn chữ nhật chưa con? Dạ rồi. Rồi. Bây giờ thầy nói con nghe nè. Bây giờ mình tính từng khu vực món ăn. Mình coi các món ăn này đựng vào trang thiết bị nào. Thì từ cái trang thiết bị mình tổng cộng số lượng trang thiết bị, bắt đầu mình mới suy ra được là số lượng bàn chữ nhật. Bây giờ thầy sẽ tính khu vực thứ nhất. Khu vực thứ nhất gồm 4 nhóm. Nhóm 1, xà lách trộn dầu giấm. Xà lách trộn dầu giấm là các em là gồm 2 món, thì các bạn đựng vào 2 dĩa lớn đựng thức ăn. Con ghi dây tập đi Như nha. 2 dĩa lớn đựng thức ăn. Rau củ luộc, các em cũng đựng vào dĩa lớn đựng thức ăn. Hai món nữa là 4 dĩa. Đồ chua các loại, tụi con đựng vào thố thủy tinh. 2 món đồ chua, cho nên mình cần 2 thố thủy tinh. Gỏi, tụi con là có 2 món gỏi. Gỏi thì tụi con cũng đựng vào dĩa lớn đựng thức ăn.
Rồi, vậy thì tổng cộng khu vực thứ nhất này gồm bao nhiêu dĩa lớn đựng thức ăn hả Như? Như ơi. Dạ 6 thầy. 6 dĩa, trả lời liền nhìn thầy nha Như, tốn thời gian quá. Bao nhiêu thố thủy tinh? Dạ 2. 2, rồi, bây giờ thầy tiếp tục nha. Bây giờ dĩa lớn được thức ăn đó con, kích thước nó là 50cm. Mà dĩa lớn 50cm này con đặt lên bàn chữ nhật. Bàn chữ nhật bề ngang nó chỉ có 30. Thì cái dĩa nó lớn hơn mặt bàn chữ nhật thì chắc chắn là dĩa nó sẽ lồi ra 2 mét bàn. Cho nên là bắt buộc mình phải lấy hai bàn chữ nhật mình ghép lại. Sau đó tụi con mới đặt thức ăn lên. Thì công thức tính thầy gửi tài liệu các con rồi, nhưng mà giờ thầy nhắc lại. Cứ hai bàn chữ nhật mình đặt được 3 dĩa lớn đựng thức ăn. Hai bàn chữ nhật đặt được 3 chắc pin dip. 3 chắc pin dip là đồ hâm nóng thức ăn đó các bạn. Hai bàn chữ nhật đặt được 3 cái thố thủy tinh. Hai bàn chữ nhật đặt được 3 cái bồn đá, cái bồn mà để các em ướp hay sẵn để hay sẵn lạnh á. Hai bàn chữ nhật là để được 3 loại thức uống. Như nhắm kịp không em? Dạ kịp. Rồi, vậy thì đố Như là ở khu vực thứ nhất này Như có 6 dĩa lớn và 2 thố thủy tinh, Như cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bao nhiêu bàn Như? Dạ 6 thầy. Đúng rồi. Là con phải cần 6 bàn chữ nhật. Được chưa? Dạ. Rồi. Có bạn nào chưa hiểu khu vực thứ nhất nữa không? Nói thầy giảng lại nữa. Dạ không thầy. Rồi. Không thầy ơi. Rồi bây giờ các em giúp giùm thầy là thầy hỏi tụi con cố gắng trả lời giùm liền thầy nha. Tốn thời gian quá. Rồi. Bây giờ thầy cho mình qua khu vực thứ hai. Các em tính nháp bên ngoài nữa nha. Khu vực thứ hai. Nhóm 1. Hải sản lạnh. Hải sản lạnh tụi con có bao nhiêu món? 2 món. 2 món. Thì hải sản lạnh là các em đựng trên cái bồn đá. Đúng không ạ? Cho nên là các em cần 2 cái bồn đá. Nhóm thứ hai, hải sản hấp. Hải sản hấp các em đựng vào gì? Cái hai thằng. Hải sản hấp là các em đựng vào sừng hấp. Sừng hấp các em giống như các em thấy ở ngoài mà người ta dùng để ta hấp bánh bao rồi đó. Các em cần bao nhiêu sừng hấp? Hai sừng hấp. Hai. Giỏi, hai sừng hấp. Hai sừng hấp. Nhóm thứ ba, tụi con bánh bột Việt Nam, tụi con đựng vào gì? Dĩa lớn, mấy dĩa lớn nữa? Hai. Hai dĩa lớn, giỏi. Tính nháp với thầy nha các bạn nha, ghi vào tập tính nháp nha. Nhóm thứ tư, sushi. Sushi các em đựng vào gì? Thô đá hả? Không, sushi là món nóng mà con món vừa ăn mà đâu đá được. Dĩa lớn các bạn nha. Thức ăn là cái mặt nào mà dĩa lớn để nó hấp dẫn khách, với lại các em đặt được nhiều món khỏi phải chăm tới chăm lui, mất công rất là nhiều. Cho nên sushi là con đựng vào dĩa lớn, vậy là mình có thêm 2 dĩa lớn. Nhóm tiếp theo, dim sum thì con đựng vào gì? Sừng hấp. Sừng hấp, vậy là có là 4 sừng hấp.
Tiếp, món ăn nhẹ đựng vào cái gì? Món ăn nhẹ đựng vào gì các bạn? Dĩa. Dĩa lớn, nói dĩa lớn giùm thầy được dĩa không? Dĩa lớn là 6 dĩa lớn. Chiên ngập dầu đựng vào cái gì? Chiên ngập dầu. Các em cũng đựng vào dĩa lớn. Dĩa lớn. Ép chiên xong bắt đầu để sẵn dĩa. Đưa ra để lên dĩa khách tự lấy. Vậy là khu vực thứ hai này các em tính giùm thầy nha. Tụi con có 2 bồn đá, có 4 sừng thấp và có 12 cái dĩa lớn. Thì các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Tính giùm thầy đi. Bạn là tính ra bàn chữ nhật bao nhiêu khu vực thứ hai? Lê Thị Mộng Liên N15 tính ra chưa con? Lê Thị Mộng Liên. Phạm Hồ Vĩnh Lân N15. À, chưa tính thầy ơi. Chưa tính. Có bạn nào trong lớp tính ra rồi à? 10 bàn. 10 bàn. Tại sao không tính được 10 bàn? Phân tích cho thầy đi em. Tại sao 10 bàn? Bùi Vũ Bảo Ngọc N35 tính ra cho em. Chưa tính ra thầy ơi. Chưa tính ra. Thầy hỏi là 2 bàn chữ nhật mình đựng được mấy sừng hấp vậy thầy? 2 bàn chữ nhật con đựng được 3 sừng hấp. Vậy em tính ra là 28 bàn chữ nhật. Chỉ với con. 2 bàn chữ nhật là được 3 loại mà em. À dạ dạ. Thầy đợi em xin. 9 bàn hả thầy? Bàn chữ nhật không có số lẻ em. 14 bàn luôn thầy. Dạ 10 bàn. Em nghĩ là 10 luôn thầy. Tại sao 10 em phân tích cho thầy đi. Dạ hai. Tại vì sao tính với em? Dạ tại vì là ở khu vực thứ hai này có 8 đĩa lớn, đĩa tròn lớn là ra được 8 bàn. 8 đĩa làm sao mà 8 bàn con? 8 đĩa là con mới có là 6 bàn. Đúng chưa? 8 bàn. 6 bàn là được 9 dĩa.
ở đây con có 8 dĩ thì cần là 6 bàn. Đúng không con gái? Được chưa? 12 bàn đó thầy. Các em chỉ có tổng cộng khu vực thứ hai này là 12 bàn. Đáp án đúng nhất. Giỏi. Bạn nào chưa hiểu khu vực thứ hai, nói thầy giảng lại. Thầy ơi giảng lại đi thầy. Thầy giảng lại nha. Bây giờ khu vực thứ hai, tụi con ghi vào tập giùm thầy tính nháp nha. Hồi nữa các em đưa vào bảng phong thần, hãy đưa bảng danh sách. Tụi con có hai cái nhóm một hải sản lạnh. Tụi con có hai món hải sản lạnh thì tụi con đựng trên hai cái bồn đá. Nhóm hai hải sản hấp, các em cũng có hai cái, hai món hải sản hấp thì đựng vào hai cái xửng hấp. Tiếp, món bánh bột Việt Nam, nhóm bánh bột Việt Nam tụi con có hai món, tụi con đựng cần hai dĩ lớn. Tiếp, sushi cũng có hai món, đựng vào hai dĩ lớn. Vậy tổng cộng mình có bốn dĩ lớn. Dim sum tụi con có hai món, dim sum tụi con đựng vào xửng hấp. Cho nên tụi em có là 4 cái xửng hấp. Tiếp, món ăn nhẹ, tụi con có 2 món, cũng đựng vào 2 dĩ lớn. Vậy là có là 6 dĩ lớn. Món chiên ngập dầu, có 2 món, cũng đựng vào hai dĩ lớn. Vậy tụi con có tổng cộng khu vực thứ hai này là 8 dĩ lớn, 4 xửng hấp và 2 bồn đá. Nắm đến đây cho em, bạn nào mới hỏi thầy, bạn nữ mới hỏi thầy đó. Dạ được rồi thầy ơi. Rồi bây giờ con thầy tính tiếp nha. 2 bồn đá là con cần hai bàn chữ nhật. 4 xửng hấp là tụi con cần 4 bàn chữ nhật. 8 dĩ lớn là con cần 6 bàn chữ nhật. Tại vì cứ hai bàn chữ nhật là em đựng được 3 loại dụng cụ. Được chưa? Vậy ở đây tất cả các em có 14 trang thiết bị thì mình cần là 12 bàn chữ nhật. Nắm được chưa em? Được thầy ơi. Okay, rồi. Còn bạn nào chưa hiểu chỗ nào nữa không? Nói thầy đi. Cố gắng tiếp thu giùm thầy cái tính bài số 1 này các bạn nha. Tiệc buffet này mấy tiệc sau dễ lắm, không có khó như tiệc buffet. Tại buffet nó nhiều món ăn quá. Có bạn nào có ý kiến gì không? Hỏi đi, không có ngại ngùng gì hết. Bạn thầy. Cái gì con? Dạ sử cái gì? Cái xửng hấp hả con? Dạ. Thầy nói con rồi, tất cả loại trang thiết bị đều là hai bàn chữ nhật, đựng được 3 loại trang thiết bị. Hai bàn chữ nhật đựng được 3 xửng hấp. Ủa vậy bồn đá một cái là đựng hai bàn chữ nhật. Bàn chữ nhật là không có số lẻ nha con nha. Tại sao mình phải cần hai bàn, phải nhập vô thì cái mới đặt dĩ lớn lên được. Tại dĩ lớn kích thước nó đến 50cm lận, còn mỗi bàn chữ nhật chỉ có 30cm,
Cho nên mình phải cần hai bàn chữ nhật nhập vô, sau đó các em mới đặt cái dĩ lớn vào giữa hai cái bàn chữ nhật. Thì mấy dĩ đó ơi. Dạ, vậy là hai bàn chữ nhật là đựng được ba xửng hấp, nhưng mà mình ở đây mình có bốn xửng, như là phải tốn bốn bàn chữ nhật đúng không thầy? Bốn bàn chữ nhật đúng rồi con. Dạ. Dạ. Thầy dạy các em đó, thầy không có thích mà các em hiểu mà lờ mờ nha. Không hiểu hoặc là chưa hiểu kỹ thì cứ hỏi thầy. Có bạn nào không hiểu thì hỏi tiếp đi. Một bàn chỉ để một bồn đá hả thầy? Bàn chữ nhật thầy nói các em là không có số lẻ, mà các em phải dùng là hai bàn chữ nhật nhập vô thì các em mới đặt bồn đá vào giữa hai bàn chữ nhật mới được. Khi sử dụng bàn chữ nhật là các em phải tính là hai bàn chứ không có tính một bàn. Hai bàn chữ nhật là để được ba cái bồn đựng đá, ba bồn đá. Hiểu không bạn Nam ơi? Dạ rồi, tiếp này. Rồi, bây giờ thầy qua khu vực thứ ba, súp. Các em có mấy món súp? Mấy món? Hai món. Súp thì các em đựng vào nồi hâm nấm súp. Hôm qua thầy cho các em xem trang thiết bị đó. Tiếng Anh nó gọi là súp warmer. Được chưa? Thì hai nồi hâm nấm súp thì các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bao nhiêu bàn? Hai bàn quá giỏi. Được chưa? Hai bàn. Bây giờ khu vực tiếp theo là hủ tiếu, noodle soup. Các bạn có mấy món hủ tiếu? Hai món. Thì các em xem nè, trong khách sạn đó, một là người ta sẽ đóng một cái tủ âm để đưa trang thiết bị súp vào dưới đó, hoặc là người ta đặt nguyên cái xe hủ tiếu. Còn ở đây thầy muốn dễ các em, để các em, thầy và các em đồng nhất hết. Cho nên là bây giờ các em tính nè, các em ăn mì gõ sao tính giống vậy đó. Bây giờ hai món là các bạn cần hai cái nồi nước lèo. Được chưa? Một cái nồi để nước sôi để trụng giá và trụng hủ tiếu, trụng mì. Được chưa? Vậy thì ba cái nồi này các em đựng vào cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bốn bàn chữ nhật. Ba bàn này sẽ cần bốn được con. Dạ, hai nồi. Hai bàn chữ nhật. Đúng không bạn nữ? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ á, về khu vực hủ tiếu này thì nó có thêm là gì nữa? Một cái rổ, cái rổ mà loại mà rổ mà các em thấy rổ mây ở ngoài nó bán á, rổ thấp thấp đó các bạn, hoặc là dĩ lớn tùy các bạn. Các em đựng cái gì? Các bạn đựng là hủ tiếu, đựng mì, đúng không ạ? Đựng giá, đựng thịt, đựng hải sản. Vậy thì các em cần bao nhiêu rổ mây lớn? Dạ hai rổ nè. Hai rổ ít quá em. Hai rổ đâu đựng đâu có đủ. Bốn thì. Bốn rổ. Bốn rổ em đựng cái gì em phân tích thầy xem coi.
Hả bạn Nam? Bốn rổ con đựng cái gì? Bây giờ các em cần bốn rổ phải không? Một rổ em đựng mì, một rổ em đựng hủ tiếu hay đựng bún, tùy tùy theo loại hủ tiếu mà các em ra trong menu. Một rổ các em đựng rau, một rổ các em đựng thịt hay hải sản. Vậy là các bạn cần là bốn rổ. Vậy thì bốn rổ này các bạn cần bao nhiêu bàn nữa? Bốn bàn với hai bàn đựng ba cái nồi, vậy là tổng cộng khu vực hủ tiếu này em cần bao nhiêu bàn? Sáu bàn. Giỏi, hủ tiếu là sáu bàn rồi chưa? Tiếp khu vực bánh mì, các em có mấy loại bánh mì? Mấy loại? Một loại. Bánh mì là hôm qua thì cho các em là hai loại bánh mì, hoặc là ba loại hoặc bốn loại tùy các bạn. Các em có mì baguette, bánh mì sandwich, bánh mì đen, bánh mì con cóc. Nếu mà bánh mì baguette ổ dài thì các bạn đựng trong cái rổ mây cao, mà các em coi những cái người dân tộc đó, người thượng đó, người tờ dân tộc người ta thường gùi để người ta đi núi đi rẫy rồi đó. Còn nếu mà mì sandwich, bánh mì đen, bánh mì con cóc thì người ta đựng vào rổ mây thấp. Được chưa? Thì ở đây thì các em cần bao nhiêu rổ đựng bánh mì? Hai rổ hay ba rổ? Hai kìa. Hai rổ. Thì các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Hai bàn chữ nhật. Hai bàn chữ nhật, giỏi. Khu vực bánh mì, hai bàn chữ nhật. Bơ và phô mai. Các em có hai loại bơ, hai loại phô mai. Bơ và phô mai là bắt buộc để phải đựng trong cái bồn đá để nó không bị tan chảy. Vậy thì hai loại bơ, hai loại phô mai các em cần bao nhiêu bồn đá? Bao nhiêu bồn đá em? Em cần là bốn cái bồn đá. Bốn cái bồn đá thì cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bốn bàn chữ nhật. Quá giỏi, bốn bàn chữ nhật. Cảm ơn các em. Bây giờ khu vực món chính là tụi con cái 10 cái chắc phin đít, đúng không? Một là các em đựng chắc phin đít, hai là đựng xưởng hấp. Thì bây giờ hôm qua thì cho các bạn chắc phin đít món ăn đó, ít nhất là phải 10 món. 10 món là các em cần 10 cái chắc phin đít. Vậy thì 10 cái chắc phin đít này các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Tính giùm thầy đi. Dạ 8 bàn. 10 cái là 8 bàn. Quá giỏi, tính quá nhanh. 8 bàn. Món quay, nhóm quay. Em có 2 món quay thì em đựng vào cái gì? Món quay. Các em đựng vào dĩa lớn. Dĩa lớn đựng thức ăn, em có 2 dĩa lớn đựng thức ăn thì em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bao nhiêu bàn con? Bao nhiêu? 2 bàn. Quá giỏi. Món nướng. Em có 5 món nướng. Món nướng thì các em đựng vào dĩa lớn luôn thì em cần bao nhiêu bàn chữ nhật nữa? 4 bàn. Tráng miệng.
Tráng miệng, em có là bánh ngọt, đựng vào dĩa lớn. Trái cây, đựng vào dĩa lớn. Chè, đựng vào thố thủy tinh. Vậy thì em có 4 dĩa lớn và 2 thố thủy tinh. Tụi con cần bao nhiêu bàn? 4 bàn. 4 bàn, quá giỏi. Món nước, ít nhất là các em cho 3 loại nước. Thầy có nước ngọt, nước lọc và nước ép trái cây. Thầy có 3 loại nước thì các em cần bao nhiêu bàn? 2 bàn nữa. 2 bàn nữa, quá giỏi. Rồi. Ở đây là tụi con tổng cộng là được bao nhiêu bàn chữ nhật trong 11 khu vực này? Cộng giùm thầy đi. Bốn mươi tám bàn. Có bạn là tính thêm nữa coi đúng không? 40 thầy. 40. Có bạn là tính khác không? Ba mươi tám bàn. Bây giờ hãy tính các em xem nha. Hồi nãy là khu vực thứ nhất, em có bao nhiêu bàn? 6 bàn. 6 bàn. 6 bàn. Okay. 6 bàn. Khu vực thứ hai. Dạ, 12 bàn. 12 bàn. Khu vực thứ hai 12. Khu vực thứ ba. Shop. Bao nhiêu bàn? Dạ 2 bàn. Dạ 2 bàn. 2 bàn là 20. Hủ tiếu. Dạ 6 bàn. 6 bàn. Là 26. Bánh mì. 2 bàn ạ. 2 bàn là 28. Bơ và phô mai. 4 bàn. 4 bàn là 32. Món chính. 8 bàn ạ. 8 bàn là 8 bàn là 40. Món quay. 2 bàn. 42. Món nướng. 4 bàn. 46. Tráng miệng. 4 bàn. 50. Nước. 2 bàn. Tổng cộng là 52 bàn chữ nhật. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Dạ không ạ. Còn ai chưa hiểu hỏi này thì giảng lại. Tổng cộng đáp án cuối cùng là 52 bàn chữ nhật. Như ơi. Như nắm bài được không em? Dạ được thầy. Được rồi phải không? Dạ. Được thầy bóp cổ em chết á. Còn bạn nào không hiểu nữa không? Hỏi đi. Rồi. Bây giờ ở nhóm 1 này, hồi nãy tụi con cần là
10 bàn tròn, 100 cái ghế, 10 khăn trải bằng tròn, 100 cái bao ghế, 10 cái bình hoa, tất cả dự phòng 10%, 6 cái station không dự phòng, và 42 bàn chữ nhật. Bàn chữ nhật không dự phòng. Tại sao không dự phòng? Tại vì khi mà mình đóng cái ly buffet, mình đóng, mình trải khăn bàn, mình đóng skirt nữa, là mình không thể nào nhét bàn như được nữa. Cho nên là bàn chữ nhật không dự phòng. Được chưa? Ở đây tụi con có là 52 bàn chữ nhật. Cứ hai bàn chữ nhật là các em sử dụng một khăn trải bàn chữ nhật. Vậy thì 52 bàn chữ nhật này tụi con cần bao nhiêu khăn trải bàn chữ nhật? 52. Bao nhiêu? Dạ 26. 26 khăn trải bàn chữ nhật. Ghi vô tiếp đi. Khăn bàn chữ nhật 26 không dự phòng. Rồi, bây giờ trang thiết bị cuối cùng là tấm phi bóng skirting. Mỗi một tấm skirting, bề cao của nó từ mặt bàn đến mặt đất 1 mét. Bề dài của mỗi tấm là 10 mét. Ở đây là tụi con tính dùm thầy là cái line buffet thức ăn để riêng. Tổng cộng cái line buffet thức ăn là 50 bàn chữ nhật. Và cái line thức uống là 2 bàn. Tụi em tách nó ra, không có nhập chung vô được. Vậy thì các em tính bề dài đi. 50 bàn chữ nhật này, em nhân cho chiều dài nó là 2m2. Thì các em suy ra được bao nhiêu tấm skirting? Mỗi tấm là dài 10 mét. Bao nhiêu tấm? 11 hả thầy? Bây giờ tụi con có 50 bàn. Con nhân 2m2 ra chiều dài nó bao nhiêu? 110 mét. 110 mét thì con cần bao nhiêu khăn bàn, bao nhiêu tấm skirt? 11 tấm này là các em mới đóng có một mặt, đúng không? Nếu mà các em để cái lay buffet giữa bàn là bắt buộc đóng hai mặt. Còn nếu các em để lại buffet sát tường thì mình chỉ đóng một mặt. Thì bây giờ thầy cho các em tính là một mặt là các em cần là 11 tấm skirt và thêm một tấm của quầy nước nữa, là có phải là tổng cộng tụi em cần là 12 tấm skirting. Đồng ý chưa? Skirting cũng không có dự phòng. Vậy thì tổng cộng khu vực thứ nhất này không, nhóm 1 là các em có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9 trang thiết bị. Thứ nhất, bàn tròn. Thứ hai, ghế. Thứ ba, khăn trải bằng tròn. Thứ tư, bao ghế. Thứ năm, bình hoa. Thứ sáu, station. Thứ bảy, bàn chữ nhật. Thứ tám, khăn trải bàn chữ nhật. Và thứ chín là skirting. Xong nhóm 1.
Được chưa? Ok. Có bạn nào còn hiểu hỏi gì nữa không? Hỏi đi. Trước khi qua nhóm 2. Thầy đọc lại chính cái dụng cụ giùm em. Chính dụng cụ hả con ha? Bàn chữ nhật. Số lượng là 10. Dự phòng là 10%. Ghế. Số lượng 100. Dự phòng 10%. Bao ghế. Số lượng 100. Dự phòng 10%. Bình hoa. Số lượng 10. Dự phòng 10%. Station. Station là các em đi tiếng Việt là tủ đựng dụng cụ dự phòng á. Station 6 không dự phòng. Bàn chữ nhật 52 không dự phòng. Khăn trải bàn chữ nhật 26 không dự phòng. Skirting 12 không dự phòng. Rồi chưa? Để rồi thầy. Chính trang thiết bị. Còn gì thắc mắc nữa không? Mời thông các em. Không rồi. Không mệt, giỏi. Rồi, bây giờ khi tính nhóm 1 xong, các bạn đưa vào danh sách trang thiết bị, đưa vào xong, các bạn gạch ngang để chứng tỏ là mình chấm dứt xong nhóm 1, bắt đầu tính nhóm 2. Rồi, bây giờ tính nhóm 2 nha. Theo dõi giùm thầy. Cố lên chút xíu lên nhóm 2 xong nghỉ các bạn nha. Nhóm 2. Dụng cụ đựng thức ăn, thức uống dự phòng 10%. Bây giờ, những cái loại thức ăn nào đựng vào dụng cụ nào, các bạn liệt kê ra. Đựng nước sốt vào cái gì? Có nước sốt hay không? Các bạn liệt kê ra. Bây giờ thầy liệt kê ra nha. Các em vẫn tính với nháp bên ngoài. Và vẫn tính theo từng khu vực. Bây giờ thì hỏi các bạn. Hồi nãy các em tính á. Khu vực 1. Nhóm 1. Là các bạn đựng vào hai dĩa lớn. Đồng chứng chưa? Nhóm 1, hai dĩa lớn. Xà lách trộn. Các em ghi vào giờ với nháp giùm thầy nha. Hồi nãy các em tính rồi đó. Kiểm tra lại đi. Khu vực thứ nhất nhóm 1. Cần 2 dĩa lớn. 2 dĩa lớn này. Thì các em có nước sốt không? Có không các em? Xà lách trộn có nước sốt không? Có không em? Nước sốt của nó là dầu giấm hoặc sốt dầu giấm hay là sốt gì đó tùy các bạn. Bây giờ thầy cho là hai loại sốt đơn giản nhất là sốt dầu giấm và sốt marinade. Cho nên là hai dĩa xà lách này thì các em cần là hai thố đựng nước sốt. Các em ghi rõ ràng nha, thố đựng nước sốt. Để cho người đọc người ta biết. Rồi. Nhóm 2. Rau củ luộc. Rau củ luộc thường là các em chấm nước sốt gì? Nước tương. Nước tương. Và gì nữa em? Rau. Rồi. Vậy là các em có thêm là hai thố đựng nước sốt. Ghi vào giùm thầy đi. Nhóm thứ 3.
đồ chua các loại. Hồi nãy các em đựng vào hai thố thủy tinh. Có nước sốt không? Nước sốt nó nằm trong cái thố thủy tinh rồi, cho nên là không cần thố nữa. Nhóm thứ tư gỏi. Các em đựng vào hai dĩa lớn. Có thố đựng nước sốt không? Có thầy ơi. Có, nước mắm chua ngọt. Đúng không ạ? Các em cần là hai thố đựng nước sốt nữa. Và gỏi thường ăn kèm với cái gì em? Bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm. Tôm. Tụi con có là một rổ đựng bánh phồng tôm. Ghi dùm thầy đi, ghi nháp đi. Tụi em ăn ở ngoài, các em ăn sao thì các em tính vậy đó, không có khác gì hết. Qua khu vực thứ hai. Nhóm 1 hải sản lạnh. Hồi nãy các em cần hai cái bồn đá. Hải sản lạnh này là các em có cần nước sốt không? Hôm qua thầy phân tích rồi đó. Trời ơi. Mấy loại nước sốt? Trời ơi. Mấy con? Các em có nước sốt là wasabi, marinade, mù tạt. Không có mù tạt các em, wasabi. Wasabi, marinade, muối, tiêu, chanh, gừng non. Vậy là khu vực này không, nhóm này không là 6 thố đựng nước sốt. Ghi giấy nháp ở ngoài. Hải sản hấp. Nước sốt đó là gì em? Hải sản hấp là nó giống như các loại nước sốt của hải sản lạnh, nhưng mà các bạn bổ sung thêm là ớt bằm, ớt xay đó các bạn, và ớt xanh. Vậy là các bạn có tổng cộng thêm là 8 thố đựng nước sốt nữa. Thầy ơi. Ơi. Dạ cho em hỏi là mình có đựng tắc không trời thầy? Tắc gì con? Chanh. Thì dạ, bây giờ chanh. Thì bây giờ con muốn có cũng được không sao hết nha. Dạ dạ. Ừ. Rồi, tiếp theo. Nhóm tiếp theo là bánh bột Việt Nam. Hai món bánh bột Việt Nam em đựng vào hai dĩa lớn. Có thố nước sốt không? Có nước mắm chua ngọt. Đúng không ạ? Ớt xay, đồ chua. Là các em có 3 thố đựng nước sốt nữa. Ghi giùm thầy đi. Tiếp theo, sushi. Sushi nước sốt đó là gì các em? Hôm qua thầy phân tích rồi đó. Hả? Nước tương Nhật và sốt wasabi. 2 thố đựng nước sốt nữa. Rồi. Dim sum. Em đựng vào 2 sưởng hấp. Dim sum là người ta ăn với là nước sốt gì các bạn? Nước tương. Nước tương. Là các em cần là 1 thố đựng nước sốt. Nước tương hoặc là tương cà hoặc tương ớt nữa tùy các em. 1 hay 3 tùy. Tiếp theo. Món ăn nhẹ. Các bạn cần bao nhiêu thố đựng nước sốt? Món ăn nhẹ các bạn đựng vào 2 dĩa lớn. Cần bao nhiêu thố đựng nước sốt? Thường thường gỏi cuốn là các em ăn với sốt gì? Nước mắm. Các em có nước mắm nè. Tương nè. Đậu phụng nè. Bánh nem. Ớt xay nè. Đúng không ạ? Gì nữa? Gì nữa em? Rồi. Mắm nem nữa thầy. Mắm rồi. Nước mắm, tương, đồ chua, ớt xay. Được chưa? Nghĩa là các em có 4 thố đựng nước sốt nữa. Rồi, món chiên ngập dầu, các em ăn cái này nước sốt gì? Đựng vào 2 dĩa lớn. Nước chua ngọt. Rồi, sốt chua ngọt, tương cà, tương ớt, đồng ý chưa?
Vậy là các em có 3 thố đựng nước sốt. Qua khu vực là súp. Súp thì nước sốt nó gồm cái gì các bạn? Nước tương, gì nữa? Tiêu. Tiêu, gì nữa? Sa tế. Sa tế, gì nữa? Rau. Dầu mè. Cái gì em? Dầu hào. Dầu hào. Dầu mè. Dầu mè. Hành. Hành. Ngò, đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu thứ nước sốt em ghi vô đi. Hủ tiếu, hồi nãy tụi con đựng vào là 3 cái nồi, 4 cái rổ mây. Nước sốt đó là gì các bạn? Dạ, nước mắm, nước tương, sa nước tế. Tương, nước mắm, sa tế. Tương ớt thầy. Tương ớt, ớt xay, tiêu. Tiêu, hành, ngò. Đúng không ạ? Bao nhiêu thố các em ghi vào đi. Bây giờ món chính là tùy menu các bạn cho. Nếu mà cơm chiên thì các em ăn nước sốt nước tương. Nếu mà cá hấp em ăn nước tương. Nếu mà rau xào các bạn ăn nước tương. Nếu mà mì xào các bạn ăn nước tương. Còn nếu mà bò hầm sườn nấu thì các bạn ăn với lại là muối tiêu chanh. Thì cái đó tùy. Các em là tùy phụ thuộc vào món ăn của các bạn để các em ra được thố đựng nước sốt cho nó phù hợp. Được chưa? Tiếp theo, món nướng thì được ăn nước sốt gì? Món nướng có 5 món, em đựng vào 5 dĩa lớn. Thố đựng nước sốt nó gồm cái gì? Hả em? Dạ muối tiêu. Muối tiêu gì nữa? Dạ muối ớt xanh, ớt bằm. Ớt xanh, ớt bằm. Gì nữa con? Nước mắm. Nước mắm, ai ăn đồ đó được nước mắm con? Hóa nước mắm hả? Rồi, các em sẽ có là ớt bằm, tương cà, tương ớt, muối tiêu chanh, ớt xanh, wasabi. 6 thố đựng nước sốt. Khu vực tiếp theo, món quay. Món quay thì các em có heo quay, gà quay hay vịt quay. Thì các em ăn nước sốt cái gì? Em đựng vào 2 dĩa lớn. Nước tương. Nước tương. Tương cà, tương ớt, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tiếp tục nữa. Món quay là các em nhớ là bắt buộc phải để lên 2 cái đèn giữ nóng da giòn. 2 món quay các em cần 2 dĩa lớn, 6 thố đựng nước sốt và 2 cái đèn cabin light. Đèn giữ nóng da đó, hôm qua thầy cho các em xem hình ảnh rồi đó. Rồi chưa? Rồi, bây giờ về khu vực nước. Thì các bạn tính cho thầy nước ngọt. Thì các em đựng vào cái gì? Bình bự. Nước ngọt thì tụi con đựng vào chết thủy tinh. Cứ 100 khách là các em đựng vào 2 chết thủy tinh. Nước lọc cũng đựng vào 2 cái chết thủy tinh. Nước trái cây em đựng vào cái bình dispenser, cái bình đựng nước trái cây. Vậy tổng cộng là tụi con có là 2 cái chết thủy tinh, 4 cái chết thủy tinh. Và 1 cái bình đựng nước trái cây.
Được chưa? Rồi. Bây giờ tụi con tính giùm thầy tiếp nữa. Các món ăn các em cần là đồ gấp hoặc là giá đựng nước giá múc nước sốt. Món nào khô thì tụi con cần đồ gấp. Món nào có nước sốt thì tụi con bổ sung thêm nước sốt, cái giá múc sốt cho thầy. Gạch tiếp cho thầy đi. Đồ gấp thức ăn, giá múc nước sốt. Tiếp tục bảng tên thức ăn thức uống. Bảng tên mỗi loại thức ăn, mỗi loại thức uống tụi con thì có bảng tên. Mỗi loại nước sốt đều phải có bảng tên. Bảng tên thức ăn thức uống và nước sốt. Tiếp bục kê thức ăn. Món nào đặt lên bục kê thức ăn. Món nào không cần đặt thì tụi con không cần tính vào. Tiếp tục mâm tròn phục vụ. Tụi em cần bao nhiêu cái? Mâm chữ nhật phục vụ. Tụi em cần bao nhiêu cái? Xô đá và đồ gấp. Các em cần bao nhiêu cái? Tính ra. Đó là nhóm 2. Dạ thầy ơi. Ơi. Mình còn ca tiếp theo nữa thầy nên thầy. Rồi. Thầy biết rồi. Bây giờ các bạn ơi. Đó là những trang thiết bị. Tối nay các bạn về tính hết cho thầy đi, là buổi sau là các em sẽ thuyết trình cho thầy. Nắm được chưa các bạn? Dạ thầy. Rồi nha, dạ. cứ tính thoải mái đi, rồi sai thầy sửa, buổi sau thầy cho mình sẽ tính tiếp. Nhóm 2 và nhóm 3. Rồi, thôi đến đây nghỉ các bạn nha. Thầy còn lớp tiếp theo nữa nha các em. Dạ, chào thầy. Chào các em, máy bay các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào thầy. Cảm ơn thầy. Nhớ về tính giùm thầy. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Buổi học chúng ta kết thúc ở đây. Đông ơi, thầy tắt được chưa con? Dạ, để em tắt cho thầy. Em tắt giùm thầy đi.